Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức, kính thưa toàn thể quý vị. Ai trong chúng ta thì cũng đều có mưu cầu hạnh phúc, và hạnh phúc của mỗi người thì nó rất là khác nhau. Có những người thì hạnh phúc đối với họ có thể là sẽ là một cái địa vị rất cao trong xã hội. Có những người thì hạnh phúc có nghĩa là tôi có một gia đình êm ấm, hay là tôi có một công việc làm ổn định. Nhưng mà có những người thì hạnh phúc rất đơn giản, chỉ cần mỗi ngày chúng ta được đến chùa, được niệm Phật, được nghe tiếng kinh cầu thì đó cũng là một niềm hạnh phúc. Vân vân và vân vân. Và cũng như là có những câu thơ của một vị sư phụ cũng đã có viết như thế này: vội sinh, vội tử, vội một đời, vội cười, vội khóc, vội buông lơi, vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ, vội vã tìm nhau, vội vã rời. Vậy thì hạnh phúc đích thực, hạnh phúc chân thật nhất, nó là gì? Là một câu hỏi rất là lớn trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Và ngày hôm nay, buổi tọa đàm với chủ đề hạnh phúc chân thật sẽ giải đáp những vấn đề này, và để có thể nhận ra được đâu là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Đến với buổi tọa đàm ngày hôm nay, chúng con xin được trân trọng kính giới thiệu sự hiện diện của Đại Đức Thích Lệ Minh, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì Chùa Thiện Mỹ, trưởng ban tổ chức chương trình. Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cư sĩ biên tập viên Lưu Đình Long, anh hiện đang là công tác tại Báo Giác Ngộ. Và chúng tôi cũng rất vui mừng đón nhận sự hiện diện của toàn thể quý vị Phật tử đã có mặt trong buổi tọa đàm ngày hôm nay. Kính bạch Đại Đức, kính thưa toàn thể đại chúng, Hạnh phúc chân thực là chương trình tọa đàm kỳ 2 trong chuỗi chương trình tọa đàm Hiểu về trái tim, một tháng được tổ chức 2 lần tại giảng đường Đại Bi Chùa Thiện Mỹ. Và giống như là lúc nãy Ngọc Duyên có từng nói với quý vị rằng là hạnh phúc là gì và làm thế nào để chúng ta có được hạnh phúc? Đó là một câu hỏi rất lớn, và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi hy vọng rằng là với 60 phút ngắn ngủi của chương trình, phần nào đó sẽ giúp cho quý vị giải đáp được những thắc mắc của mình. Và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì dạ kính bạch thầy, có câu hỏi đầu tiên thì con xin được phép hỏi thầy là như vậy thì hạnh phúc nó có nghĩa là gì và giá trị chân thực của hạnh phúc thì nó nằm ở đâu ạ? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, chủ đề trong buổi tọa đàm ngày hôm nay có tên gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc được định nghĩa là một trạng thái cảm xúc của con người khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó. Nó khác với khổ đau. Khổ đau thì bất mãn, còn hạnh phúc thì được thỏa mãn. Chúng ta nhớ lại ngày xưa khi mà mình còn sống trong gia đình, một người con được bảo bọc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, đó là hạnh phúc rất là lớn. Nhớ lại ngày nào khi con mở mắt chào đời, cha mẹ là người lo cho con từng nụ cười tiếng khóc. Khi con biết đòi ăn, cha mẹ là người mớm cho con từng muỗng cháo. Khi con biết đòi ngủ, cha mẹ là người thức hát ru con. Một cái khung trời tuổi thơ, rất nhiều hạnh phúc trong cái vòng tay yêu thương của cha mẹ. Mỗi buổi sáng mẹ mà xách cái giỏ đi chợ là lúc nào mình cũng trông chờ đến cái khoảng thời gian mẹ về, và vỡ òa niềm vui khi có bánh quà mẹ mua để cho. Hạnh phúc rất là đơn giản khi mình được thỏa mãn các nhu cầu cần thiết, mình mong mỏi, mình ước mơ. Đức Phật nói rằng cuộc đời của chúng ta thụ hưởng 5 điều hạnh phúc ở thế gian, gọi là ngũ dục, tức là 5 điều mong ước.
nó đưa đến sự khổ đau, vì hạnh phúc đó cũng chỉ là tương đối. Đầu tiên đó là tài lợi. Ai cũng tham tiền cả. Và có tiền là có hạnh phúc. Nhưng nếu như những người nào làm ăn chân chánh, kiếm tiền bằng công sức lao động thì mình không nói. Còn có những người vì thỏa mãn cho các nhu cầu mà người ta lại cờ bạc, giành giật, tranh đua, hơn thua và sẵn sàng làm những điều phi đạo đức để có thể đạt được cái tiền đó. Cái sự tham đắm để có tiền mà bất chấp những điều tội lỗi, nó đưa đến hạnh phúc của sự cưỡng đoạt và kết quả là lao tù khổ đau. Có những người họ đam mê vào sắc dục, mà chúng ta nào biết rằng cái hạnh phúc chỉ có vài ba giây, chỉ có một đêm, chỉ có thời khắc, mà con người ta lại phải luân hồi sinh tử vì sự thỏa mãn, vì nhu cầu của dục tính. Nó làm cho thân xác mệt mỏi và tinh thần không có phát triển về những giá trị đạo đức tâm linh. Có những danh vọng họ cho rằng phải quyền cao chức trọng thì mới có được nhiều hạnh phúc. Thế thì con người ta lại phải lao đầu vào trong cái việc tranh đấu, thượng đội hạ đạp, mua quan bán tước. Như vậy thì về cái vấn đề mà danh vọng, ai rồi cũng một khoảng thời gian làm quan ở vị trí cao, rồi ai cũng một thời thôi. Hạnh phúc đó không bao giờ dài lâu được. Hạnh phúc đó chỉ có mặt trong một khoảng thời gian hữu hạn, lên voi xuống chó là chuyện bình thường. Nhưng vì người ta không đồng ý với những khoảng thời gian hữu hạn mà có thể họ sẽ đem lại phúc lạc cho đời nhờ những cái vị trí cao đó, và con người ta không thỏa mãn và lại càng muốn cao hơn, càng tranh quyền đoạt lợi hơn nữa và gieo rắc khổ đau nhiều hơn. Họ ăn không yên, họ ngủ cũng không yên. Những cái đó nó làm cho con người ta cứ phải xoay vần, có rồi sợ mất, hạnh phúc không dài lâu nữa. Và cuối cùng là phần ngủ nghỉ. Con người ta đều chọn cho mình một cái chế độ nghỉ dưỡng, nhưng mà chúng ta lại quên rằng cuộc đời của mình một ngày 24 giờ, chúng ta ngủ hết 8 tiếng rồi. Như vậy còn lại 16 giờ, nhưng mà chưa chắc làm việc trọn vẹn hết 16 giờ. Nỗi nôm na chúng ta đã mất đi cái sự ngủ nghỉ ít nhất là 1/3 tuổi thọ trong cuộc đời. Chính vì vậy mà những cái hạnh phúc mà chúng ta đang tập trung, tài lợi, sắc dục, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ, cuối cùng rồi thì những cái đó nó cũng chỉ là vui vẻ, hạnh phúc trong tương đối mà thôi. Hạnh phúc được đề cập ở đây là hạnh phúc chúng ta thoát khỏi những đau khổ. Thí dụ ai đó đang bị bệnh ung thư, bác sĩ chê rồi, về nhà muốn ăn gì đó thì ăn. May mắn quá, nương tựa bóng từ nơi Tam Bảo, nhờ quý thầy hướng dẫn, bệnh gì thì bệnh, không qua bệnh nghiệp, giải hết được nghiệp là mình hết bệnh. Thế là cái vị đó dốc tâm hướng Phật, xuất của tiền làm phước bố thí, cúng dường tụng kinh, cầu nguyện cho cái nghiệp nó được giải. Và chắc có lẽ là phước duyên người này còn, qua một khoảng thời gian tu học thì dứt cái bệnh ung thư. Người đó vô cùng hạnh phúc. Vì trong cái bối cảnh thập tử nhất sinh ấy mà mình vẫn còn kéo dài cho sự sống, vì mình biết tu và cái phước mình chuyển được cái nghiệp.
Ở một góc độ tương đối thì hạnh phúc nó lại tùy thuộc vào cái sự tưởng tượng của mọi người. Cái người mà họ làm cái nghề chạy đạp xích lô, họ ước mong một ngày có được từ 50.000 đến 100.000 đồng là họ mừng rồi. Tức là biên độ giới hạn về số tiền mà họ có được bình quân cho mỗi ngày, như vậy là hạnh phúc. Nhưng những người khác, như những người thương buôn làm ăn lớn, mà mỗi một ngày á, họ kiếm được 50.000, 100.000 là khổ cực. Vì họ sẽ phải chạy ăn từng bữa toát mồ hôi, làm double, làm nhiều hơn nữa cho những ngày sau. Vì ngày hôm đó không đủ sở hội. Còn ngược lại, nếu như cái anh đạp xích lô đó mà anh chạy ngày hôm đó may mắn anh được 200.000, anh quá mừng. Mà so với con số 200.000 của cái người thương buôn làm ăn lớn kia thì nó cũng chả thấm vào đâu cả. Hạnh phúc của mình không thể nào mặc định tương đồng với người khác được. Người nghèo họ cũng khổ, và người giàu họ cũng khóc. Vì cái mức độ hạnh phúc của người nghèo nó không có tương đồng với hạnh phúc của người giàu. Đó là sự khác biệt. Mà thường á, những người nào càng giàu có, lòng tham họ càng lớn, thì khổ đau họ càng nhiều, và cái hạnh phúc của họ để đạt được mà không được thỏa mãn thì họ là người khổ đau nhất. Còn có đôi khi những người nghèo khó đó, cái sự ước muốn của họ vừa phải, cái sự không thực hiện được ước mơ đó để đạt được hạnh phúc thì họ cũng không thể chọn cách nào khác hơn, do đó là họ cũng cam tâm chấp nhận, sống vui qua ngày. Nhưng ngược lại, những người giàu thì có đôi khi thì họ lại đi vào cửa tử, vì họ không tìm thấy được cái một cái giải pháp tốt nhất, và khi hạnh phúc không thỏa mãn thì họ sẽ tự tử quyên sinh. Nói như câu nói mà chúng tôi thường hay lặp lại: em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Mộng không thành, ước mơ không đạt là chết. Có đôi khi thì chúng ta nhìn hạnh phúc ở một cái khía cạnh khác, là việc làm đó hạnh phúc đối với mình nhưng mà lại là khổ đau cho người ta. Ở những cái góc độ mà chúng ta thấy rằng sự nhìn nhận nó khác biệt. Ở trong một ngôi chùa thì có hai chú tiểu được sư phụ phân công chăm sóc sư bác ở trong chùa, vì sư bác trong chùa đang bị bệnh. Chú tiểu A cảm thấy vô cùng hoan hỷ, vì đây là cơ hội để anh ta có khả năng phụng sự, giúp đỡ, nuôi dưỡng. Phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật, cung kính bậc đáng kính là phúc điền cao thượng. Do đó anh ta sẵn sàng làm hết tâm để giúp cho sư bác mình được khỏe, theo lời sư phụ hướng dẫn. Không ngại gian lao, không từ khó nhọc, sáng sớm pha trà, rót nước, bưng cơm, giặt giũ, tắm rửa. Xem chuyện đó là chuyện cần làm để phúc báo được tăng trưởng. Nhưng bù lại, chú tiểu B thì cảm thấy rất là bực bội, vì chú ta phải tiếp xúc với những dơ bẩn của người bệnh. Nhất là thí dụ như đổ những cái bô vệ sinh của sư bác là chúng ta không vui. Chúng ta rất là khó chịu, chúng ta cảm thấy đau khổ và không có hoan hỷ. Mẫu chuyện vừa được nêu để cho chúng ta thấy được rằng trong cuộc đời này, hạnh phúc hay không nó tùy thuộc vào cái nhìn của mình. Nếu như mình có tâm phụng sự, mình hân thích, mình hy sinh, mình cống hiến, mình đạt được hạnh phúc. Còn nếu như mình có tâm dị biệt, không hoan hỷ và bất đồng quan điểm đó, thì nó sẽ trở thành khổ đau thôi. Do đó muốn có hạnh phúc á, thì chúng ta nên nhìn ở cái góc độ tầm trung, trong cái tinh thần hiểu thương, phụng sự, hạnh phúc sẽ có mặt. Trong cuộc sống gia đình cũng vậy. Chưa bao giờ có một chuẩn mực nào đó được đặt ra là gia đình nào là hạnh phúc. Quý vị có dám trả lời với thầy là gia đình mình là hạnh phúc không? Chưa chắc. Có thể là mới vừa đám cưới, hạnh phúc thiệt, 1 tháng, 2 tháng. Ở với nhau chừng năm rồi sao?
Chúng ta quá biết về những cái ưu điểm và khuyết điểm của nhau, mà thường những khuyết điểm lại nhiều hơn những ưu điểm. Vỡ lẽ ra có những gia đình thì phải ly dị với nhau, phải ly thân với nhau, mất hạnh phúc. Và bên cạnh đó có những gia đình thì họ cũng hoan hỷ chấp nhận, cơm sôi thì nhỏ lửa, và biết rằng cuộc sống này chỉ là tương đối, do đó là họ tạm chấp nhận, nhường nhịn với nhau để cùng xây đắp hạnh phúc gia đình. Như vậy là hạnh phúc có được dài lâu trong đời sống đôi lứa hôn nhân, nó còn tùy thuộc vào cái khả năng chịu đựng và cái tâm yêu thương mình lớn chừng nào. Hơn ai hết thì chúng ta biết rằng cuộc đời này khổ mà. Do đó là ta cứ ngỡ đầu đường thương xó chợ, nào ngờ đâu xó chợ cũng thương nhau. Chúng ta cần phải đồng cam cộng khổ với nhau. Lá lành đùm lá rách đùm lá nát đùm lá tả tơi. Có như vậy thì hạnh phúc mới có mà. Còn nếu không, cái sự chênh lệch quá lớn, dị biệt về giàu nghèo, rồi giai cấp, sự hơn thua, nó làm mất đi cái tinh thần hòa hợp yêu thương. Câu hỏi được đặt ra là giá trị hạnh phúc chân thật nằm ở đâu? Thì theo quý vị nó nằm ở đâu? Nó sẽ nằm trong nội tâm của mình. Những cái mà nãy vừa được nghe mà thầy trình bày đó, thì những hạnh phúc đó là có điều kiện. Thí dụ như hiện giờ mình đang hạnh phúc vì mình có điều hòa, có quạt, có đèn. Cúp điện một cái, mất hết những cái này. Lúc này cảm thấy bực bội, đen tối, nóng bức, khó chịu. Hạnh phúc có mặt không ạ? Đấy. Trong cái ngũ dục vừa được nêu với năm sự tham muốn ấy là hạnh phúc rất là mong manh, đơn giản và có điều kiện. Mà ai cứ chạy theo những cái điều kiện đó là con người ta sẽ khổ. Vì tất cả những cái đó rất là mong manh, giả tạm. Bây giờ cái quan trọng nhất là chúng ta quay về với nội tâm của mình, để chúng ta thấy rằng cái hạnh phúc trong tâm của mình mới là hạnh phúc quan trọng nhất. Hạnh phúc của sự chấm dứt khổ đau, hạnh phúc của sự tự tại trong khổ đau, sầu muộn và sợ hãi, nó vắng mặt vì mình quen rồi. Chúng ta đi xuống hỏi những cái người ở đồng bằng sông Cửu Long đó, nhất là những dịp tháng 10, thường thường mùa đó là mùa nước nổi, mùa bão lũ. Họ sống quen rồi, như đó họ cảm thấy cái chuyện đó là bình thường. Cuộc sống của chúng ta, tại vì chúng ta không thấy nó là khổ, chúng ta cứ cho nó là vui. Và mỗi một cái gì đó nó đến với mình mà không dự ý là chúng ta lại mất hạnh phúc. Ngay từ ban đầu, chân lý đầu tiên Đức Phật xác nhận cuộc đời này là khổ hay vui? Khổ. Hiện giờ tôi và quý vị đang sống chung với khổ và cố gắng sàng lọc cái khổ để chế tác ra nhiều niềm vui hơn. Trong tất cả các vị Phật, thầy thích nhất là Đức Phật Di Lặc. Đức Phật này, lễ vía của Ngài rơi vào ngày mùng 1 Tết. Ngày mùng 1 là ngày đầu xuân. Ngày đó ai cũng cười hết á. Có ai khóc ngay ngày mùng 1 Tết không? Sợ báo hiệu một năm nó xui. Do đó là Đức Phật biểu trưng cho sự an vui, nụ cười hỷ lạc là Đức Phật Di Lặc. Tâm nguyện của Ngài là một chút giận, hai chút thương, lận đận cả đời chi cho khổ. Trăm điều hỷ, ngàn điều xả, thông dong tất dạ vậy mà vui. Do đó là chúng ta cố gắng sống cho nó nhẹ nhàng. Cười đi quý vị. Mới sinh ra đã khóc rồi. Đừng để cho tiếng khóc đó nó sẽ là một điệp khúc cho cả cuộc đời của mình. Và chúng ta cố gắng chế tác ra nhiều niềm vui hơn. Nói như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Và niềm vui đó là phải niềm vui của sự thực tập. Buổi sáng giúp người thêm niềm vui, buổi chiều giúp người vơi nỗi khổ là một trong những việc làm mà chúng ta cần phải nuôi dưỡng, tưới tẩm để hạt giống hạnh phúc có mặt. Thì kệ thực tập buổi sáng khi mà chúng ta thức dậy đó, Sông Lần Mai dạy rằng là thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi,
xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Chúng ta cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm một ngày mới để tập tu. Và chúng ta sẽ đối diện với lại một cái ngày mới bằng năng lượng bình an, bằng năng lượng của sự hiểu biết và thương yêu. Hơn thua so với chính mình, hôm nay mình phải hơn mình hôm qua. Đây là cái câu nói cuối ngày khi mình kiểm định lại sống một ngày đã qua có làm ích đạo lợi đời hay không. Thiết nghĩ đây là một trong những điều mà chúng ta cần phải chánh niệm để theo dõi. Không phải lúc nào chúng ta cũng lâm vào trạng thái an lạc à. Có đôi khi gặp những chuyện trái tai gai mắt, nổi bồ đề gai lên, cái giận có mặt. Giận là một trong những chất liệu tiêu cực luôn ẩn tàng và thường trực 24/24. Do đó mình phải cố gắng tu nhiều hơn để chế tác ra những niềm vui mà hạn chế sân hận để trải rộng tình thương. Khi mình giận mình biết rằng sẽ làm cho mình xấu đi. Mình không cười được, mình không an vui hạnh phúc được. Vậy thì bây giờ mình cố gắng tập quán niệm cái giận làm tôi xấu. Biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Lấy cái ý niệm tâm từ thương chúng sinh và mỉm cười với thực tại, biết rằng mình đang giận, mình kiềm chế nó lại. Nếu cảm thấy không ổn thì đi nơi khác. Đừng có mặt ở đó để chịu trận. Đừng có mặt ở đó để rồi người ta chửi mình một rồi mình sẽ thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh lại người ta. Khổ đau có mặt. Trong cái tâm ý của mình cũng vậy. Cái tâm ý ganh đua nó sẽ làm cho hạnh phúc không có mặt. Thay vì mình thấy người ta thành công thì mình vui với cái việc làm thiện sự của người ta. Nhưng đằng này mình lại ghen ăn tức ở. Khi mà mình có cái sự so sánh hơn thua và mình khinh chê người khác là hạnh phúc nó không có mặt. Xin tâm con sung sướng khi thấy người thành công hoặc gây tạo phúc lành như chính con làm được. Tức là mình phải suy nghĩ tích cực. Đối với thầy đó, hạnh phúc là an với chỗ mình ở, vui với việc mình làm. Nhà nào cũng có nỗi khổ niềm đau hết á. Nhà nào cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Thôi thì tạm hài lòng và chấp nhận với mô hình gia đình mà mình đang xây dựng vì cái phước mình đến đó. Cái điều kiện mình cũng cỡ đó. Do đó là mình cố gắng nói như ông bà mình dạy là liệu cơm mà gấp mắm. Chúng ta xây dựng vừa phải để hạnh phúc nó không xa tầm với của mình. Rau tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon. Một câu nói về quan hệ tình cảm gia đình, hạnh phúc rất đơn giản. Buổi sáng ông xã dắt trâu đi cày, đem theo một ít cơm, rồi buổi chiều về sum họp một buổi thức ăn đoàn viên trong gia đình, nói cười chia sẻ những câu chuyện đạo đức, tình thương, hạnh phúc. Hạnh phúc của người nông dân rất đơn giản. Còn mình ở đây có đôi khi mình quá cầu kỳ. Mình đòi hỏi phải thế này thế kia. Càng đòi hỏi nhiều càng khổ đau nhiều. Càng tham đắm nhiều không được thỏa mãn, hạnh phúc nó từ từ nó mất dần đi. Thôi thì hãy cố gắng an với chỗ mình ở, vui với việc mình làm. Người nào càng ít muốn, người nào càng biết đủ, người đó có nhiều hạnh phúc. Giờ quý vị làm cho nhiều, làm cho cố vô, làm đầu tắt mặt tối, cuối cùng thì chết có mang theo không? Trong khi làm đó thì quá cực. Thôi thì bây giờ mình làm ít lại, mình sở hữu ít lại, nhưng mà mình vui với công việc mình đang làm. Khi tôi chết, những gì tôi xài thì đã hết. Những gì tôi chưa xài thì người khác xài. Tôi chỉ mang theo những gì tôi đã cho. Mình không chịu cho để tạo phúc, làm phước, để định hướng cho tiến trình tái sinh an lành. Mà tối ngày mình cứ biết gom vào thôi.
Rồi một mai vô thường đến bất đắc kỳ tử. Rồi lúc này mình ra đi trong cái sự tiếc nuối vì chưa chia gia sản chỉ đạo người kế thừa. Nhắm mắt trong cái sự rất là hụt hẫng. Có những người chưa chịu chết nữa. Do đó là phải ở lại để giữ cái tài sản của mình và đời sau sẽ đọa lạc làm những con mèo, con chó, những con vật để ở trong nhà đó mà giữ của. Nguy hiểm vô cùng. Nói như vậy để cho quý vị biết rằng vô thường đến rất là nhanh và không có hạn kỳ. Do đó những gì có được ngày hôm nay chưa chắc ngày mai mình còn giữ. Sống trọn vẹn, phụng sự độ đời cho từng ngày, đem đến hạnh phúc của sự san sẻ yêu thương, của sự giúp đỡ cộng đồng. Hạnh phúc trong từ thiện là hạnh phúc của sự cho đi và nó sẽ còn mãi. Còn những cái tiền bạc mà mình chất chứa cho nhiều vô cuối cùng rồi thì cũng chả mang theo được cái gì. Có một người nọ nghe một đạo sư nổi tiếng đến để tìm và hỏi đạo. Đến nơi anh ta, trong cái nhà của vị đạo sư đó trống trơn à, chỉ có cái giường, cái bàn, cái ghế và cuốn sách, hai bộ đồ hết. Anh ta ngạc nhiên mới hỏi rằng: trời ơi, ông là một đạo sư vĩ đại như thế, trong đầu của tôi nghĩ rằng là chắc ông phải có một kho sách thật là to, một cái gia sản cũng tương đối một chút. Nào ngờ nhà của ông trống trơn, đồ đạc cũng chẳng có gì cả. Tại sao lại như thế? Đạo sư mới hỏi anh ta rằng: thế anh đến đây lặn lội đường xá xa xôi gặp tôi, anh có mang theo hành lý không? Dạ có, hành lý của tôi để trong một cái vali thôi. Đạo sư mới hỏi là: sao anh mang ít đồ vậy? Anh ta trả lời rằng: trời ơi, cần gì phải mang theo nhiều đồ, đi du lịch mà, không cần phải mang theo nhiều đồ. Đạo sư mỉm cười nói: thì tôi cũng là khách du lịch đi qua cuộc đời này thôi, do đó là tôi đâu có mang theo nhiều đồ đạc chi cho mệt nhỉ. Quý vị đâu có chịu là quý vị đến cuộc đời này để đi du lịch đâu. Quý vị chỉ muốn ở đây mãi à, phải không? Hay là muốn về cõi Phật? Ai mà muốn ở đây mãi thì cứ xây một lâu đài cát cho thật là to đi. Rồi cuối cùng là sóng biển đại dương nó đập vô một cái, vỡ lâu đài cát, ngồi khóc với nàng tiên cá à. Tất cả những cái mà chúng ta đang gầy dựng ở đây chỉ là giả tạm mà thôi. Đúng không ạ? À? Công danh sự nghiệp án mây tan, phú quý vinh hoa cơn gió thoảng. Những cái phần ngoài đó nó không đem lại hạnh phúc. Cái quan trọng là chúng ta xem cái chất liệu hạnh phúc trong tâm của mình còn sân không? Còn si không? Còn tham không? Những cái ý niệm mà nó đã và đang thường trực trong tâm của mình, nó sẽ dẫn khởi mình luân hồi tái sinh. Chúng ta bớt lo việc phàm đi, chúng ta nên gánh việc thánh một chút thì mới về với Phật được. Lo việc phàm đây là tối ngày cứ tham, sân, si, sao vào cửa Phật được. Muốn lên địa vị của Bậc Thánh thì hạnh phúc trong tâm hồn là vắng mặt tham, sân, si. Mình còn cả tấn tham sân si đó thì làm sao mình có được hạnh phúc. Trong tâm của mình giống như một cái mặt nước phẳng lặng, vắng mặt phiền não. Hạnh phúc là sự bình an trong tâm của mình. Khi nào quý vị cảm thấy rằng là mình nhìn cái gì đó mà mình không còn tham đắm, và nó cũng không còn có sức chiêu cảm đến với mình nữa, mình tự tại, có cũng được, không cũng được. Mọi sự việc trong cuộc đời này nó sẽ diễn ra theo nguyên tắc tự nhiên của nó, đến rồi lại đi. Mình mỉm cười, mình thấy rằng cũng chả có gì phải là tham đắm cả. Hạnh phúc ơi, mãi bên ta nhé, để mỗi sớm tinh mơ ta khẽ một nụ cười. Ai cũng muốn nói như thế, ai cũng khao khát, nhưng mà chả ai chịu chế tác ra nó hết. Đức Phật dạy là phải an trú trong hiện tại. Con người ta nghĩ quá nhiều về tương lai, hoạch định nhiều quá, ước mơ nhiều quá. Hoặc là con người ta truy tìm về quá khứ, rồi người ta nhìn về quá khứ bằng những nỗi khổ niềm đau. Cả vị lai, cả quá khứ. Vị lai thì chưa tới, quá khứ đã qua rồi. Chúng ta đuổi hình bắt bóng kiểu đó, nó không thật. Thôi thì cố gắng hãy xây dựng giờ phút hiện tại, sống ngày hôm nay. Mình cố gắng
làm cho bản tâm của mình được nhẹ nhàng an vui. Đi chùa tụng kinh lễ Phật, ngồi thiền, bất kỳ một cái gì đó đưa lại sự tĩnh tại, không có sự tham đắm, không có sự chấp trước, sống tùy duyên và an vui thì hạnh phúc có mặt. Còn có những cái thì nó không phải thuộc phạm trù của hiện tại thì xin quý vị nhẹ nhàng đừng để tâm tới nó. Quý vị càng nghĩ nhiều về quá khứ là quý vị đang cường điệu hóa những nỗi khổ niềm đau, là bắt đầu tiếc thương sầu khổ. Rồi đã vậy còn mở thêm vài cái nhạc khúc bi thương nữa. Ngược thời gian trở về quá khứ, phút giây chạnh lòng, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình, bây giờ chỉ còn con số 0. Nghe xong là muốn tự tử chết. Bỏ đi, vẫy chào khổ đau để đón nhận hạnh phúc bằng cách là chúng ta suy nghĩ tích cực, niệm Phật, nghe Pháp, để cho chúng ta thấy được những lời kinh tiếng kệ, những giá trị nhiệm màu của Phật Pháp đưa mình đến cái khung trời an vui hơn. Như vậy, quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta, hạnh phúc không phải ở bên ngoài. Hạnh phúc đến từ sự bình an, tĩnh tại, vắng mặt phiền não khổ đau trong tâm thức của mình. Xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, quả thật là một duyên lớn khi mà ngày hôm nay chúng con được có mặt ở đây như là một niềm hạnh phúc để chúng con được nghe Thầy giảng dạy cho chúng con, và chúng con phân biệt đâu là hạnh phúc giả tạo giữa cuộc đời của thế gian này và đâu là điều, những cái chất liệu để chúng ta tạo nên những điều hạnh phúc, an lạc thực sự. Và kính bạch Thầy, kính thưa toàn thể đạo tràng, góp mặt trong buổi tọa đàm ngày hôm nay còn có sự hiện diện của một vị khách mời rất là đặc biệt nữa. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ca sĩ Thủy Vân. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi rất là vinh dự, hân hạnh đón chào chị Thủy Vân cùng tham dự với buổi tọa đàm ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, như là buổi khúc đầu tiên thì Ngọc Duyên có giới thiệu là đến tham dự với buổi tọa đàm ngày hôm nay còn có anh Đình Long. Anh Đình Long thì hiện tại đang là biên tập viên của trang báo Giác Ngộ, và anh đang phụ trách chuyên mục Phật giáo với tuổi trẻ. Và kính thưa anh Đình Long, Ngọc Duyên có một cái câu hỏi muốn đặt ra cho anh, rằng là chúng ta biết rằng giáo lý đạo Phật là một giáo lý mà rất gần gũi và rất thực tế đối với đời sống của mỗi con người. Vậy thì chúng ta làm như thế nào để có thể truyền đạt và khai mở những cái giá trị hạnh phúc vào trong đời sống của giới trẻ hiện nay, để giới trẻ nhận ra được những cái đời sống an vui và an lạc ạ? Kính bạch Đại Đức Thích Lệ Minh, ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương, trụ trì Chùa Thiền Mỹ. Kính thưa đại chúng, kính thưa chị Thùy Vân. Thì hồi nãy đến giờ, Đại Đức Thích Lệ Minh có chia sẻ với lại tất cả chúng ta, trong đó có con, về cái hạnh phúc là gì. Và trong đó Thầy kể nhiều cái câu chuyện và nhiều cái đạo lý, nhiều cái cách thực tập để chúng ta có được cái an vui, hạnh phúc. Và trong đó có một cái ý nhắc là cái hạnh phúc không phải ở bên ngoài, mà cái hạnh phúc là ở bên trong của mỗi người. Thì trong giáo lý đạo Phật có một cái ý được Đức Phật dạy trong kinh Hoa Nghiêm là nhất thiết duy tâm tạo, tức là mọi cái đều do tâm chúng ta nó khởi lên, thì chúng ta vui hay buồn khi tiếp nhận cái sự việc đó là do tự ở bên trong chúng ta. Do đó cái hoàn cảnh nó có thể là khổ đau, có thể là khó khăn, nhưng đối với một người này thì tiếp nhận nó là một
cái họ xem đó là một cái duyên may để trả cái nghiệp trước mình đã tạo nếu người đó có tin về nhân quả. Và một người khác thì lại tiếp nhận cái sự khó khăn hay là thất bại đó, nó giống như là cái cơ hội để thử thách, để rèn luyện bản thân mình, và luôn nói một cái lời cảm ơn đối với cái khó khăn đó. Thì cái người, hai cái người thực tập theo cái hướng như vậy trước cái nỗi khổ niềm đau là một cái đề tài mà chúng ta đã chia sẻ ở trong cái kỳ thứ nhất của cái tọa đàm Hiểu về Trái Tim. Thì hai cái người tiếp nhận theo cái hướng như vậy thì người ta sẽ có được cái an vui. Nói một lời cảm ơn trước khó khăn thì do tâm chúng ta tạo ra. Chúng ta tiếp nhận về cái đó, về những cái nỗi khổ niềm đau đó, thì với một cái tâm thế như vậy thì chúng ta sẽ có hạnh phúc. Nhưng mà giới trẻ hiện nay, hồi nãy như bạn hỏi, thì giới trẻ hiện nay tiếp nhận về những cái nỗi khổ niềm đau có được như vậy không? Cũng có người được như vậy, nhưng mà rất nhiều người không được như vậy. Khi chúng ta thấy trên mạng Facebook hoặc là trên các cái trang mạng xã hội, chúng ta dễ dàng bắt gặp những cái dòng thông tin, những cái dòng chia sẻ trên cái trang nhà của mình. Đó là những cái lời than, lời trách, lời hờn giận về cuộc đời, về mọi thứ. Tại sao các bạn lại có những cái lời than, lời trách đầy khổ đau, đầy oán thán như vậy? Là bởi vì các bạn chưa tiếp xúc được cái giáo lý của Đạo Phật. Đó là cái giáo lý Đạo Phật được nói đến trong ba cái giáo lý căn bản mà theo chúng con được học. Thì giáo lý đầu tiên Đức Phật nói với năm đệ tử đầu tiên của mình là năm anh em ông Kiều Trần Như, là giáo lý tứ diệu đế hay là bốn sự thật màu nhiệm. Thì trong cái giáo lý này Đức Phật nhắc đến cái nỗi khổ của mỗi con người. Và cái phương cách, cái nguyên nhân để mà đưa đến cái nỗi khổ niềm đau. Và Đức Phật cũng chỉ ra cái phương cách để vượt qua cái nỗi khổ niềm đau, đạt tới được cái an vui giải thoát. Cái căn bản thứ hai trong Đạo Phật đó là cái giáo lý duyên khởi. Thì cái giáo lý duyên khởi này cho chúng ta một cái nhận thức, đó là không phải mọi cái biểu hiện là nó tự nhiên, hoặc là do ai đó đem đến cho mình, hoặc ai đó trừng phạt mình, mà tất cả mọi biểu hiện nơi tự thân mình và nơi hoàn cảnh của mình sinh sống, đang sống, đều có cái nguyên nhân của nó. Từ cái duyên này nó mới sanh ra duyên khác, mới sanh ra cái việc này. Do đó không phải tự nhiên mà chúng ta có mặt ở đây, không phải tự nhiên mà chúng ta sanh ra ở một cái nơi mà chúng ta nghe, thấy và gặp phải rất nhiều những cái khổ đau. Ví dụ như những cái người mà được sanh ở những cái vùng mà thiếu nước, hoặc thiếu cái ánh sáng văn minh của con người, hoặc có nhiều cái khủng bố, ví dụ như cái vùng mà ở khu Afghanistan hoặc là Iran, Iraq, thì gặp rất nhiều nỗi khổ niềm đau. Thì nếu những người đó không biết về giáo lý Đạo Phật thì có thể người ta sẽ chìm đắm trong rất nhiều khổ đau. Nhưng mà nếu họ biết giáo lý Đạo Phật, họ sẽ biết vì sao mình phải sinh vào nơi này. Đương nhiên thì khi biết rõ mình, cái nhân duyên mình sinh ra ở một nơi nào, và mình phải chịu, phải gặp, phải nghe, thấy, và thậm chí buộc phải làm một việc gì đó, hay buộc phải sống trong một cái vỏ bọc, hoặc là một cái tâm niệm nào đó, đều là có cái nguyên nhân của nó, thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm cách chấp nhận nó và chuyển hóa nó dần dần. Thì khi đó chúng ta có được cái niềm vui.
Và cái giáo lý thứ ba, căn bản thứ ba của Đạo Phật là giáo lý nhân quả. Như hồi nãy đến giờ Thầy có chia sẻ thì chúng ta có thể, chúng ta đều là, nếu tất cả ở đây đều là Phật tử, thì khi mà quy y, thì trong cái phái quy y của chúng ta sẽ có cái lời dạy là nguyện làm tất cả các việc lành, nguyện đoạn tất cả các việc ác. Sở dĩ có cái lời nhắc và lời dạy như vậy á, là bởi vì Đạo Phật, Đức Phật chỉ ra cho chúng ta cái nhân quả là cái giáo lý, cái quy luật, là cái định luật thường hằng mà chúng ta không thể trốn chạy được. Dù chúng ta gieo một, khi chúng ta gieo một cái nhân xấu, ví dụ như là chúng ta hãm hại một ai đó, thì ở đời này có thể không ai thấy chúng ta làm việc đó, không ai biết chúng ta làm việc đó, và chúng ta có thể sống một cách tự nhiên cho đến cuối đời và mất đi. Nhưng mà cái nhân mà chúng ta gieo tạo đó vẫn theo chúng ta trong cái tiến trình luân hồi sanh tử. Đến một lúc nào đó chúng ta sẽ phải trở nhận lại điều đó. Thì chính cái giáo lý này nó cũng khẳng định cho chúng ta biết là cái nỗi khổ niềm đau mà khi chúng ta nhận hôm nay, chúng ta phải đối mặt hôm nay, chúng ta gặp hôm nay là có cái nhân duyên từ quá khứ. Nếu chúng ta nhận chân và chúng ta tin được cái giáo lý nhân quả một cách sâu sắc bằng cái sự quán niệm của mình trong cả ba chiều của cái tiến trình sinh tử, đó là quá khứ, hiện tại và vị lai, thì chúng ta biết rằng chúng ta không phải chỉ sinh ra ở trong đời này, mà chúng ta đã tồn tại dưới nhiều dạng thức khác nhau ở những cái đời quá khứ. Bởi vì tất cả chúng ta học Phật thì chúng ta đều phải tin vào cái tiến trình sinh tử đó, và chúng ta nhận diện được cái điều đó. Do vậy, đối với mỗi người Phật tử, đối với mỗi người con Phật, nếu chúng ta học Phật thì chúng ta nắm được những cái căn bản giáo lý của Đức Phật, và chúng ta cần phải thực tập cho sâu sắc vào đời sống của mình bằng sự quán niệm về tất cả những nhân duyên và cái sự chuyển hóa cái nhân duyên xấu và làm những cái nhân duyên thiện lành đó trong cái ngay giây phút hiện tại mình, trong cái đời sống của mình mỗi ngày. Thì khi chúng ta làm được như vậy thì chúng ta sẽ có một cái năng lượng an vui giải thoát. Và cái năng lượng an vui giải thoát đó, theo cái khoa học luôn, thì mỗi người chúng ta có một cái nguồn năng lượng rất là lớn. Thì khi chúng ta chế tác được cái năng lượng an vui đó bằng cách đoạn cái khổ đau và làm những cái điều tốt đẹp, thì sẽ tạo ra một cái từ trường. Cái từ trường đó khiến cho những người gặp chúng ta sẽ cảm nhận được và sẽ có sự thay đổi. Và chúng ta sẽ trở thành một hoằng pháp viên bằng cái việc thực tập của chúng ta. Khi đó chúng ta, mỗi cái ngày chúng ta sống, mỗi phút giây chúng ta đối diện với khổ đau, và thậm chí đối diện với những thành công mà chúng ta không bị dính mắc, cũng chính là một cái bài pháp lành để cho những ai gặp chúng ta đều có thể cảm nhận được cái an vui. Và có một cái phương tiện mà hẳn là tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng sử dụng, đó là phương tiện mạng Facebook. Thì xưa nay nếu chúng ta đã từng than rồi thì bây giờ chúng ta sẽ dời nhà chúng ta vô thành phố Hồ Chí Minh đi, đừng ở Quảng Ninh nữa. Thì hay là chúng ta từng trách móc rồi thì bây giờ chúng ta thôi không trách móc nữa, mà chúng ta sẽ cảm ơn cuộc đời đã dành cho ta những cái khó khăn, đã dành cho ta những cái niềm vui. Ví dụ như hôm nay chúng ta có thể thực tập ngay lúc này là cảm ơn Đại Đức Thích Lệ Minh đã dành cho chúng ta một buổi tọa đàm rất là hay, nói về cái nỗi khổ, nói về cái hạnh phúc. Trong đó đương nhiên hạnh phúc thì nó không thể thoát
ra khỏi cái nỗi khổ niềm đau được. Giống như là sen thì không thể thoát ra khỏi buồn. Chúng ta luôn luôn kỳ thị cái nỗi khổ. Nhưng mà thực ra nếu chúng ta tách nỗi khổ ra thì cũng sẽ không có hạnh phúc. Do đó cái sen nó phải được nuôi từ buồn, cũng như cái hạnh phúc nó phải được chế tác từ cái nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống, từ những cái khó khăn thất bại. Thì như cái thông điệp mà lần trước chúng con được tiếp nhận, thì thầy có nói là khi chúng ta gặp phải nỗi khổ niềm đau thì chúng ta sẽ khai phóng ra được những cái năng lượng, những cái khả năng mà chúng ta cảm thấy bất ngờ với chính mình luôn. Và mỗi người chúng ta cố gắng là thực tập mỗi ngày, trong đó con cũng sẽ cố gắng thực tập mỗi ngày cùng quý vị. Thì như vậy thì chúng ta sẽ cùng đóng góp cho cái an vui nơi tự thân mình trong cái tiến trình sinh tử của mình. Và đặc biệt là góp một chút gì đó an vui cho cái cõi ta bà này, cho cái thế giới này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn anh Đình Long. Và tiếp theo lời của anh Đình Long thì làm cho Ngọc Duyên nhớ tới một vài những cái câu nói trong một cái ca khúc là: hãy sống cho ăn hăng say cuộc đời, rồi em sẽ thấy những an vui tuyệt vời đến với ta trong từng giây. Phải không quý vị? Và kính thưa quý vị, có mặt trong buổi tọa đàm ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vui mừng và vinh hạnh sự hiện diện của ca sĩ Thụy Vân. Có một câu hỏi mà Duyên muốn đặt ra cho chị như thế này là: thưa chị Thụy Vân, hiện nay thì chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều ca sĩ trên thị trường âm nhạc Việt Nam, và họ chọn cho mình rất là nhiều những dòng nhạc như là, và đối với các bạn trẻ thì các bạn yêu thích những cái dòng nhạc tươi trẻ, hip hop, hay là những cái dòng nhạc mà mang âm hưởng là tình ca đôi lứa. Nhưng mà riêng với chị thì chị chọn một cái dòng nhạc gọi là mang âm hưởng quê hương, và đặc biệt là những cái ca khúc Phật giáo. Thì cái câu hỏi đầu tiên chị muốn hỏi chị là vì sao chị lại chọn cho mình cái dòng nhạc như vậy? Và những cái ca khúc mang âm hưởng Phật giáo á, đối với chị cảm nhận như thế nào, và nó mang đến một cái niềm an vui, an lạc gì trong cái đời sống hiện tại? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính bạch thầy cùng tất cả quý vị đại chúng. Dạ, hồi nãy giờ con vô đây con được nghe thầy nói ngồi dưới mà con cảm thấy hay vô cùng luôn. Và con cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được đến đây. Quý vị có thấy hạnh phúc không ạ? Hạnh phúc quá đơn giản đúng không ạ? Khi mà mình được ngồi ở chỗ này và được lắng nghe những lời thầy chỉ bảo. Kính thưa quý vị là hiện nay trên thị trường âm nhạc thì có rất là nhiều dòng nhạc. Thụy Vân là một người bước ra từ cuộc thi tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và Thụy Vân đã chọn một dòng nhạc rất là nhẹ nhàng, đó là dòng nhạc quê hương. Và sau khi hát nhạc quê hương thì Thụy Vân lại tiếp tục chọn dòng nhạc Phật giáo. Thụy Vân nghĩ là khi mà quý vị nghe một bài hát Phật giáo thì quý vị cảm thấy là tâm hồn mình rất là thanh thản và nhẹ nhàng, đúng không ạ? Dạ, cho nên là Thụy Vân cũng tự tìm lấy cái hạnh phúc của mình bằng cách là mình chọn những bài hát Phật giáo. Và chính Thụy Vân cũng là một người con Phật. Và tất cả các bạn bè của Thụy Vân trong giới ca nghệ sĩ hiện nay cũng đều là hầu như là các bạn cũng đạo Phật. Và có những cái nhóm nhạc thường đi hát cúng dường cho các chùa, cũng như những cái chương trình từ thiện, và cùng nhau chia sẻ với tất cả mọi người về cái tâm hồn của mình đối với Phật giáo. Thì như là câu hỏi của MC đã hỏi cho Thụy Vân là vì sao Thụy Vân chọn dòng nhạc đó, thì đó cũng chính là cái sự lựa chọn của Thụy Vân. Đó là Thụy Vân mong muốn được hạnh phúc trong tâm hồn, cho nên Thụy Vân đã chọn những cái bài hát nhẹ nhàng và mang chiều sâu từ đạo lý của đạo Phật đến với tất cả quý vị. Chị Thụy Vân cho em hỏi thêm một ý nữa là qua những cái ca khúc Phật giáo á, thì có những cái ca khúc nào nó làm cho chị ấn tượng mà chị phải cảm nhận rằng là nhờ nó mà mình truyền tải được hạnh phúc đến với không chỉ bản thân mình mà còn cho tất cả đại chúng nghe được những cái lời ca tiếng hát như vậy? Dạ, thì thật ra thì
Có rất là nhiều bài hát đã mang lại cảm xúc cho Thủy Vân. Ví dụ như là bài hát Giác Ngộ là một bài hát của nhạc sĩ Thế Vương. Thì khi Thủy Vân hát một cái bài hát đó với một cái tâm rất là tỉnh, thì Thủy Vân cảm thấy là tâm hồn của mình rất là thanh thản. Và Thủy Vân đã, khi mà Thủy Vân hát cái bài hát đó thì hầu như là tất cả quý vị khán giả đều cảm thấy là tâm của mình cũng rất là nhẹ nhàng, thanh thoát. Và giống như là trong cái trí của mình thì nghĩ đến và hướng đến Đức Phật, cũng như là tự mình sám hối những cái điều mình đã sai lầm, cũng như là tìm ra cái con đường để mình đi cho nó đúng hơn. Dạ, kính thưa quý vị, tiếp theo lời của chị Thị Vân thì Ngọc Duyên cũng xin nói thêm là âm nhạc nó cũng là một phương tiện để giúp cho giáo lý Đạo Phật có thể truyền tải được đến gần hơn với tất cả chúng ta. Và có nên chăng rằng là nếu như ngay bây giờ mà chị Thị Vân có thể gửi đến cho tất cả đại chúng ở đây một ca khúc Phật giáo thì nó sẽ là một cái niềm hạnh phúc trong buổi tối ngày hôm nay, không biết là chị có vui lòng không ạ? Dạ, đã đến đây thì chẳng lẽ không hát thì chắc quý vị cho một tràng vỗ tay quý vị giận quá. Dạ, thật sự thì hôm nay là Thị Vân rất là bệnh luôn. Thủy Vân cũng có bạch với thầy rồi, thầy nói là Thủy Vân ơi, dù là con có như thế nào thì tất cả quý vị cũng sẽ rất là yêu thương và có những tràng vỗ tay gửi đến tặng cho con, để cho con cảm thấy đó là hạnh phúc, mà không những là trong con có mặt trong buổi này mà là hạnh phúc khi tất cả quý vị đều thương yêu giọng hát của Thủy Vân dù là có vấn đề gì xảy ra đi nữa. Thì bây giờ Thủy Vân xin được gửi đến một sáng tác của nhạc sĩ Quý Luân, bài hát mang tên Lạy, bài hát là Hạnh Nguyện Quan Âm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ạ. Dạ, con xin cảm ơn. Dạ, A Di Đà Phật. Quả thật thì là Ngọc Duyên rất là chia sẻ với chị Thùy Vân khi mà chị Thùy Vân nói là hôm nay chị Thùy Vân bị cảm. Tại vì bản thân Ngọc Duyên cũng đang bị cảm, thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta bù lại là chúng ta tự có được rất là nhiều những cái điều hạnh phúc. Và đặc biệt là hôm nay chị đã gửi đến cho toàn thể đạo tràng một ca khúc thật là an lạc và thật là hạnh phúc. Một lần nữa cảm ơn chị rất nhiều. Kính bạch thầy, như vậy thì như những gì mà thầy cũng như là anh Đình Long và chị Thị Vân đã chia sẻ thì chúng ta đã nhìn thấy rằng là hạnh phúc ở thế gian là một điều hạnh phúc rất giả tạm. Vậy thì làm như thế nào? Phải thực hành những cái thiện pháp như thế nào để cho những vị cư sĩ tại gia như chúng con có được hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại và cũng như trong tương lai ạ? Thưa với đại chúng, tuần vừa rồi ở tại Hà Nội, thầy đã tổ chức hai cái lễ hằng thuận cho hai cặp vợ chồng trẻ đến với nhau phát nguyện trước Tam Bảo sống đời thiện lành, xây dựng hạnh phúc đôi lứa theo giáo lý Đức Phật dạy. Như vậy là các cư sĩ tại gia muốn có được hạnh phúc lâu dài trong gia đình thì trong cái giờ phút thiêng liêng quan trọng nhất là hai người nam và nữ chắp tay hình búp sen để đảnh lễ với nhau, tức là tương kính như tân, lại nhau để tôn kính nhau. Nếu mình không thương, không kính thì hạnh phúc không dài lâu được. Ngày mới quen tôi anh em ngọt xớt, năm sau là mày tao mây tớ rồi. Chất liệu đầu tiên để cho hạnh phúc có mặt dài lâu là lời ái ngữ. Ngày xưa thương tôi như thế nào thì 10 năm, 20 năm tình thương ấy vẫn nguyên vẹn. Ông bà già thì tuổi ngoài 70 rồi, ba 80, mẹ 75. Mà hôm nào lén lén đứng ở trong cửa phòng mà nghe hai ông bà nói chuyện ngọt xớt. Anh em ngọt xớt. Dẫu vẫn biết mấy mươi năm qua cũng có đôi lúc rất là nổi sân, nhưng mà biết giảm cái sân đó xuống. Lỡ mà nói lời không dễ thương là chốc là nguội là phải đi xin lỗi. Hạnh phúc nó sẽ được thiết lập trở lại. Do đó là các cư sĩ tại gia muốn có hạnh phúc dài lâu thì phải sự nỗ lực
cố gắng, cái khả năng chịu đựng, thương yêu nhiều hơn. Quý vị đã có một cái chiếc nhẫn đeo trong tay của mình, là quý vị phải nhớ rằng là cái sự nhẫn nại, cái khả năng chấp nhận người khác phải đủ lớn để hạnh phúc mới về với mình. Còn không là hạnh phúc sẽ đi về tay của người khác. Một cái trường hợp có thể được đặt ra mang tính rủi ro, không phải cặp gia đình nào cũng hạnh phúc dài lâu. Nếu vậy thì thẩm phán tòa án ngồi chơi rồi, không cần phải xử những cái vụ ly thân, ly hôn nữa rồi. Phải không ạ? À? Đó là một sự thật khổ đau khi con người ta hết duyên với nhau. Thì thôi, miễn cưỡng ở lại cũng không có hạnh phúc. Biết đâu đóng cái cửa này, mình sẽ mở cái cửa khác nó tốt hơn. Ngay từ đầu chúng ta đã khẳng định là con người ta đến với cuộc đời này là để trả nợ chứ không phải là để hưởng phước. Hưởng phước là về Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới thiện lành. Còn về đây trả nợ, thôi thì mình với người đó hết nợ. Nhẹ nhàng ra đi, không phải nói xấu với nhau nữa. Chúng ta nên có một cái cách nhìn hoan hỷ. Thương nhau là phải tôn trọng hạnh phúc của nhau. Nếu như mình không ở được với họ và họ cũng không đủ cái tình thương lớn để chấp nhận mình, thôi thì mình buông vậy. Đây là cái cách mà con người ta sẽ khổ đau lắm á. Bởi vì những cái gì nó đã trở thành thói quen, những cái gì đó nó đã trở thành tình thương mà bấy lâu nay nó đã ăn sâu với mình mà bây giờ không còn nữa thì mình hụt hẫng. Nhưng mà thôi, biết đâu đau một lần rồi thôi. Quý vị phải chấp nhận. Đau để rồi hạnh phúc mới có mặt. Hồi nãy anh Đình Long đã trả lời rất là dễ thương. Muốn có sen thì sen đó phải mọc trên vàng hay mọc trên bùn? Bắt buộc phải mọc từ bùn. Chất liệu hạnh phúc chỉ có mặt khi con người ta cảm nhận những giá trị khổ đau. Có một vị cư sĩ tên là Digajanu hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy dạy cho con cái phương cách. Vì chúng con là người cư sĩ tại gia, có vợ và con cái, cách nào để đời sống hiện tại và đời sống sau này của con được hạnh phúc? Và Như Lai Thế Tôn đã trả lời trong bản kinh Hạnh Phúc Người Tại Gia như sau: Đức Phật dạy cho Digajanu 4 điều cần phải làm để tạo cho cuộc sống hiện tại được hạnh phúc. Một là phải có một nghề nghiệp giỏi, phải siêng năng, nhiệt thành trong nghề nghiệp của mình. Ông bà mình dạy là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Giỏi một nghề thôi, tập trung vào nghề đó, nhiệt thành, tinh cần. Đừng làm tùm lum nghề rồi cuối cùng không chuyên nghề nào, làm ăn thất bại. Sự nhiệt thành này trong nghề nghiệp, sự cần mẫn, siêng năng, không lười biếng, quý vị có thành công, kinh doanh thuận lợi, hạnh phúc có mặt. Chúng ta đang bàn về hạnh phúc tương đối nha. Thứ hai là phải bảo vệ nguồn thu nhập của mình, đừng bị thiên tai làm tổn hại và trộm cắp lường gạt. Nguồn thu nhập phải hợp pháp. Chúng ta thấy những công ty làm ăn mà không đóng thuế cho nhà nước, những thu nhập lập quỹ đen, cho dù có giàu có cách mấy rồi cuối cùng là của thiên cũng trả địa mà thôi. Nếu như mình sống tốt với chức nghiệp kinh doanh của mình thì chúng ta không cần phải lo ngại, không cần phải sợ ăn cắp hoặc là bị tổn thương. Thứ ba là nên tránh xa các bạn ác, luôn thân cận và học hỏi với những người có đức hạnh và trí tuệ. Quý vị nên cẩn thận, thương trường là chiến trường. Cạnh tranh phải bình đẳng và phải có một cái sự quan sát rõ ràng để chọn bạn mà chơi. Điều hạnh phúc thứ nhất trong 10 điều lành tối thượng Đức Phật dạy là chớ thân kẻ xấu ác, chớ thân kẻ đê hèn, hãy thân bạn hiền lành và hãy thân người cao thượng. Đây là một cái điều để chúng ta thiết lập hạnh phúc. Chọn bạn mà chơi. Đời nay thạch sanh thì ít mà lý thông thì nhiều.
muốn không gặp lý thông thì bản thân mình nên là thạch sanh trước cái đã. Mình gieo cái nhân không ác với người thì mình gặt hái cái quả chả ai ác với mình hết. Ngoại trừ tâm niệm mình gian xảo, độc địa, tâm niệm mình bán một lời mười, kinh doanh ăn lời cắt cổ, thì cuối cùng rồi mình cũng thất bại, đau khổ mà thôi. Bên cạnh đó mình nên thân cận những người học giỏi, đạo đức, những người có kinh nghiệm đi trước về cái lĩnh vực làm ăn đó, nó sẽ giúp cho mình có nhiều điều hay để cho cái nghề nghiệp mình ngày một được phát triển. Và cái cuối là phải chi tiêu phù hợp với thu nhập của mình. Không nên chi xài lãng phí tiền bạc, nhất là những cuộc vui của cờ bạc và tủ sắt. Có ai nói là đánh bài cờ bạc là giàu có không? Không có. Những đại gia tỷ phú làm ăn cho nhiều tiền vô rồi cuối cùng rồi thất bại vì những cái thói hư tật xấu, đam mê cờ bạc, mà vốn dĩ cờ bạc là bác của thằng bần. Đấy. Rồi những người mà tham mê tủ sắc, rõ ràng những người nào mà đắm mến vào sắc dục thì coi như là tài sản sẽ bị tiêu hoại hết. Chúng ta thấy rất nhiều các sự kiện mỹ nhân kế, mỹ nhân tâm kế, nó làm cho anh hùng điên đảo. Từ Hải cũng đã chết vì Thúy Kiều rồi còn gì. Đấy. Đấy, do đó là nên cẩn trọng để cho cuộc sống hiện tại của mình được hạnh phúc, thì những điều vừa được nêu Đức Phật đã dự đoán, thiết lập cho chúng ta, dạy cho chúng ta, để cho chúng ta có một cái sự quân bình. Và để cho đời sống tương lai được hạnh phúc thì một lần nữa Đức Phật đã khuyên Digajanu phải thực hiện 4 điều như sau. 1. Có niềm tin trọn vẹn về giá trị đạo đức và tâm linh. Ở đây Đức Phật tập trung cho mình tin vào Tam Bảo và nhân quả. Chúng ta phải tin Đức Phật là đấng trọn lành. Mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi cuộc đời của mình con về nương tựa Phật, người đã đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Thâm tín chư Phật giai sung mãn, người nào có niềm tin chắc thật và sâu dày với Đức Phật thì đời sống người đó không có thiếu. Con Phật là Phật lo. Mình học theo những điều đạo đức thiện lành của Phật thì chư Phật sẽ hộ niệm cho mình. Hoang mang giữa chốn đêm trường, nhờ đèn Tam Bảo soi đường con đi. Mỗi một ngày mình cũng đi chùa tụng kinh niệm Phật, tâm mình hướng Phật, Phật có trong tâm mình thì làm gì có ma sự nào nó dám hãm hại quý vị. Đức tin của mình trọn vẹn với nơi Tam Bảo. Còn đối với thầy, ngoài Đức Phật ra thì thầy rất là tôn kính Bồ Tát Quan Âm. Chùa chúng ta thờ 1000 thánh tượng Bồ Tát Quan Âm. Hãy sống theo đức tâm mẹ hiền Quan Âm rửa trôi bụi trần. Chúng ta tin vào năng lực cứu khổ của Bồ Tát ban vui, giải khổ. Do đó là mỗi lần gặp những cái gì đó bất an, thầy sướng niệm hồng danh của Bồ Tát là tự nhiên mọi cái nó được nhẹ nhàng, và thầy tìm cái pháp thức để giải quyết vấn đề một cách dễ dàng hơn. Sống theo đức tin, chúng ta nương vào tha lực của Tam Bảo hộ trì cho mình. Bên cạnh đó phải tin vào luật nhân quả. Nha, luật nhân quả rất là công bằng, không sai chạy đi đâu cả. Nhân lành là quả thiện, nhân ác là quả khổ. Hãy gấp làm điều lành, vì cuộc đời này mong manh vô thường lắm. Và càng làm nhiều điều lành thì càng tích phước thì mới chuyển được nghiệp. Thứ hai, thực hành 5 điều đạo đức. Không sát sinh để tôn trọng sự sống của mình và muôn loài, bên cạnh đó ăn chay và phóng sinh. Không trộm cắp để tôn trọng quyền tư hữu của kẻ khác. Không tà dâm để bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình. Không nói dối để tôn trọng sự thật. Bên cạnh đó phải nói lời ái ngữ, nói lời chân thật, nói lời từ ái, thiết lập truyền thông thân thiện với mọi người. Và không được uống rượu, các chất sai để làm não loạn tâm trí, vì nó sẽ đi ngược con đường giác ngộ của Đạo Phật. 5 điều đạo đức này năm 1999 thì Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc và hơn 200 quốc gia đã ký vào một cái văn bản chọn 5 điều đạo đức này là những cái tiêu chuẩn
để xây dựng nếp sống hiền thiện, hòa bình trên toàn thế giới. Và người Phật tử chúng ta có quyền tự hào vì giáo lý Đạo Phật đã trở thành một trong những kim chỉ nam, những khuôn vàng thước ngọc với năm điều đạo đức ấy để thiết lập cho hòa bình hạnh phúc. Thứ ba là bố thí và là làm những công tác từ thiện. Thưa với đại chúng, nói như Thượng Tọa Thích Chân Quang, bố thí là một hạnh phúc, làm từ thiện là một hạnh phúc. Vì cuộc đời này con người ta sống cho cá nhân mình nhiều quá, sống cho bản ngã của mình nhiều quá, đâu có ai quan tâm đến mọi người đâu quý vị. Hôm nào quý vị thử cùng với lại thầy và hội 14 chữ đi phát cơm từ thiện ở bệnh viện nè. Hoặc là ít nhất là sáng mai là 5 giờ sáng có mặt ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để chuẩn bị những cái phần ăn sáng năng lượng ngày mới, một bộ bánh mì, trái chuối, hộp sữa, cục phô mai, 500 phần như thế. Và chúng ta sẽ nhìn thấy được từng nụ cười của các bệnh nhân đến để nhận. Và mình chỉ cần thấy người ta vui là mình cũng vui rồi. Vì vốn dĩ hạnh phúc là sự cho đi. Cho đi là còn hay là mất? Còn. Quý vị cứ quan điểm sở hữu tài sản cũng giống như là cái giếng nước vậy đó. Cái giếng nước mà ngày nào cũng để yên, không có múc lên đó, thì nước ở dưới giếng nó cũng có nhiều đó. Nhưng mà nếu mà ngày nào mình cũng múc nước lên, lấy cái nước từ giếng đó mình chia cho mọi người, thì khi mà nước chỗ này nó bị hủng thì nguồn mạch ở chỗ khác nó sẽ chảy dồn về cái giếng cho mình. Cứ cho đi quý vị. Cho đi là còn, xài là hết. Đúng không ạ? Hạnh phúc là sự cho đi. Giống như là quý vị lấy dầu thơm, quý vị đưa cái bông, quý vị tặng cho người khác, thì chí ít ra thì tay quý vị đã thơm chưa? Thơm rồi. Ngay lúc cho mình đã nhận rồi. Mặc dù mình chưa nhận được cái quả của cái việc làm đó như thế nào, nhưng chí ít ra mình nhận được cái tâm mình vui cái đó nè. Để người khác làm tâm mình hoan hỷ dễ hay khó? Khó. Để người khác làm cho trái tim mình rung động trước những nghĩa cử yêu thương đó là dễ hay khó? Làm từ thiện là làm được hết những cái đó. Do đó là mong rằng chí ít ra một tháng 4 ngày 30, mùng 1, 14, 15 là phải ăn chay, phải chọn các hoạt động thiện nguyện để mà làm. Thì có như vậy mình vừa tích phước vừa tạo phước, nó sẽ định hướng cho cái cuộc sống hạnh phúc của mình bây giờ và tương lai. Và cuối cùng là phát triển trí huệ để thấy được bản chất vô thường của cuộc đời và giúp đoạn tận khổ đau. Gì thì gì, muốn có hạnh phúc là phải tu. Đừng lo làm từ thiện nhiều quá mà quên đi mình còn tu tuệ, tức là khai mở cái tiềm năng tuệ giác. Mình phải hiểu vô thường, mình làm cho nhiều vô, rồi cuối cùng rồi mình cũng phải bỏ lại và ra đi thôi. Một mai vô thường đến mới hiểu rõ cuộc đời này là giả tạm. Nhưng trong cái giả nó có cái thật. Những cái thật là những việc làm yêu thương nó tạo thành phước báo và nó sẽ đi với mình trong tiến trình luân hồi sinh tử. Còn những cái gì mà chúng ta đã xây cất, giống như nãy thầy đã nói, một lâu đài trên cát, thì sinh rồi lại diệt, có rồi lại không. Do đó là đừng có tiếc nuối nữa. Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được mất, bại thành, bỗng chốc quá hư không. Trong khoảng thời gian mình đang sống với nó, mình cứ hết mình với nó. Tới chừng nào mà nó với mình là một nơi một nẻo thì thôi, chia tay trong hạnh phúc. Vì mình biết rằng là mình sống tốt rồi, những cái thành quả mình làm được người khác sẽ thừa hưởng và tiếp tục kế thừa những giá trị tốt đẹp. Mình mỉm cười ra đi trong sự bình an. Sau này lỡ như quý vị mà hạnh phúc, tiền tài mà nó không như nguyện thì mình biết rằng tại mình với nó không có đủ duyên. Rồi biết đâu thì nhờ trong cái lúc mà mình có tiền mình vẫn tạo phước thì cái duyên khác nó đến với mình. Cư sĩ Cấp Cô Độc là một trong những vị rất là giàu có, đã dám lấy vàng của mình lót đầy cái mảnh đất để mua cái mảnh đất của Thái tử Kỳ Đà. Mua mảnh đất đó để xây tinh xá cúng dường Đức Phật. Những tưởng rằng cuộc sống của ông sẽ rất là hạnh phúc, giàu có, vĩnh viễn. Nhưng mà đâu có ai ngờ rằng cuộc đời này lên voi xuống chó là chuyện bình thường.
Có một giai đoạn là ông mất hết tất cả. Nhưng mà may mắn trong lúc ông giàu có đó, ông được phong tặng cái danh hiệu là cấp cô độc. Cấp tức là cung cấp, cô độc là dành cho những người già neo đơn, trẻ em khuyết tật. Khi ông giàu có, ông dành tình thương lớn, ai khó khổ đến xin là ông cho. Ông phát tâm cúng dường cho chư tăng ở tại thành Xá Vệ, từ y bát ngọa cụ tất tần tật những dụng cụ, miễn các vị đó tu là cấp cô độc sẽ cúng. Vì ông sống cả cuộc đời trong cái sự bố thí cúng dường cao thượng, mà không biết rằng trong những cái nghiệp đời trước ông gieo, bây giờ ông phải gặt lấy cái quả là ông nghèo khó cùng cực. Lúc này ông trắng hai bàn tay, cứ tưởng chừng như là nỗi khổ niềm đau đến đây là cùng tột rồi, không còn có thể thiết lập được hạnh phúc. Nhưng thưa quý vị, khi ông khổ thì mọi người đâu có bỏ ông đâu. Những cái người đã từng được ông giúp đỡ, bây giờ người ta nhớ cái ơn, người ta trở về, người ta đồng cam cộng khổ giúp đỡ ông. Và chỉ trong vòng một năm sau, ông đã gây dựng lại thanh thế và sự nghiệp của mình. Do đó hiện giờ quý vị làm ơn suy nghĩ giùm thầy. Mình sống như gia đình mình bây giờ, ngó lên trên thì mình không bằng ai, mà ngó xuống dưới thì xin lỗi, có cả khối người muốn bằng mình cũng không được. Thế thì cố gắng giúp được cái gì thì cứ giúp. Phòng hờ khi mình lâm vào hoàn cảnh nguy biến thì còn có bạn bè mà nó giúp đỡ. Còn quý vị hiện giờ quý vị sống ác quá, sống chết mặt bay quá, hiểu rồi ha. Khi mình lâm vào, mình xa cơ, mình thất thế rồi thì cuối cùng rồi có ai bên cạnh mình không? Đấy, cái kinh nghiệm xương máu của thầy là trong cuộc vui ai cũng là bạn, lúc hoạn nạn thì mới biết bạn là ai. Do đó là muốn để cho cuộc sống hiện tại và tương lai hạnh phúc, ngắn gọn lại, tạo phước giùm thầy, an với chỗ mình ở và vui với việc mình làm. Xin cảm ơn quý vị. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể đạo tràng, những lời giảng của thầy làm cho Ngọc Duyên nhớ tới một cái bài hát có những cái câu hát rất là hay như thế này. Xin làm các việc lành này, tránh làm các việc ác nha, giữ tâm ý trong sạch này, ấy chính lời Bụt khuyên đây. Hãy luôn luôn thờ cười chánh niệm, nguyện làm lành xa lánh ác, gieo an lạc khắp mọi nơi. Và chắc hẳn rằng là chúng ta nếu làm theo những cái điều như vậy thì chúng ta sẽ chế tay rác ra được rất là những cái niềm hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Và kính thưa anh Đình Long, hơn 10 năm gắn liền với nghề biên tập, và chắc có lẽ rằng là sẽ có rất là nhiều sóng gió trong nghề nghiệp và cũng như là trong cuộc đời của anh, thì không biết rằng là anh đã vượt qua nó như thế nào để đến bây giờ đây anh đến được với giáo lý của Đức Phật và tìm thấy được cái niềm an vui và hạnh phúc trong cuộc sống của mình ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Bạn hát là mình cũng nhớ tới một bài hát. Ngồi trước ca sĩ cho nên nhớ bài hát. Là bài hát có tựa đề là Sông và Biển. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô kể biển thì rộng hơn sông. Biển thì rộng mênh mông, mênh mông biển xanh dạt dào. Và cái câu cuối của cái bài hát đó là: nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng rộng như sông thôi. Tức là lòng mình nhỏ, nhỏ hẹp, không có được như biển. Thì rất mừng là tất cả các bạn trẻ trong câu lạc bộ 14 chữ là luôn tâm niệm sống cho mọi người. Và sống cho mọi người tức là chúng ta thực hành một cái hạnh trong Đạo Phật gọi là hạnh tặng quà, cái hạnh hiến tặng niềm vui. Thì hiến tặng niềm vui thực ra không phải chỉ là có chúng ta đi từ thiện không, mà chúng ta còn có thể là chia sẻ những lời hay ý đẹp, cũng có thể là chúng ta thực tập để có được một cái đời sống an lạc giải thoát,
nơi cái tự thân mình. Và chính cái sự an lạc giải thoát nơi tự thân đó, chúng ta cũng hiến tặng cho mọi người được cái niềm tin vào cuộc sống. Và cái niềm tin là một cái điều rất là quan trọng. Và con cũng nhớ đến một cái câu chuyện là được kể. Có một cái vị tướng ngày xưa, ông lãnh đạo một cái đạo quân. Và cái đạo quân này không có đông như là cái quân phía quân địch xâm lược mình. Thì trong quân rất là hoang mang. Trong quân nghĩ rằng là chắc chắn là cái trận đánh này mình không thể vượt qua được. Thì trong một cái buổi tối, ông suy nghĩ mãi và đến sáng hôm sau thì ông tập hợp ba quân lại. Và ông nói rằng là đêm qua ông mơ thấy một cái vị thần và cho ông một cái lựa chọn là trong tay ông có một cái đồng tiền. Và nếu có hai mặt thì khi ông thảy đồng tiền lên, và nếu đồng tiền là mặt thắng, có chữ thắng, thì quân ta sẽ đánh thắng. Thì ông làm cái thao tác như là ông vừa nói. Cuối cùng thì ông đưa đồng tiền lên thì ông nói là cái đồng tiền có chữ thắng. Khi đó ba quân rất là hoan hỷ, bởi vì nghĩ rằng có một cái vị thần đang yểm trợ mình và quyết định cho cái chiến thắng này. Thì cái sĩ khí được dâng cao đến mức không thể ngờ được. Cuối cùng dù là số lượng quân rất là thấp, nhưng mà vẫn đánh thắng được một cái số lượng quân địch nhiều hơn gấp mấy lần. Thì vì cái niềm tin chiến thắng, vì cái niềm tin mà chúng ta có thể vượt qua được cái khó khăn thử thách, mà chúng ta tạo nên một cái sức mạnh phi thường, có thể làm được những cái việc phi thường. Nhưng mà ít ai biết, không ai biết được là trong cái đồng tiền đó hai mặt đều là chữ thắng cả. Thì cái câu chuyện này nó cho chúng ta một cái sự khẳng định về cái niềm tin vào cuộc sống, cái niềm tin vào những cái giá trị tốt đẹp sẽ luôn luôn còn tồn tại trong mỗi người chúng ta và trong ở đâu đó trong cuộc đời này. Và khi chúng ta có niềm tin như vậy thì chúng ta sẽ hình thành nên một cái đạo tràng mà có những người chúng ta nghĩ họ là bạn của mình, họ là người thân của mình, họ là thân bằng quyến thuộc của mình. Chỉ có điều là họ không xuất hiện trước mặt mình thôi. Và họ là bạn đạo của mình. Có thể là mình ngồi ở trong một cái am cốc rất là hiu quạnh, nhưng mà niềm tin vào cái sự tu tập, niềm tin vào cái con đường giải thoát, luôn luôn có những cái người cùng đi với mình. Đặc biệt là có những cái vị Bồ Tát, những vị Thánh Hiền, có mười phương chư Phật hộ niệm, thì chúng ta sẽ cảm thấy không bị cô đơn trong cuộc đời này, không bị cô đơn trong những việc làm tốt đẹp. Do đó là trong cuộc sống con nghĩ như vậy, cho nên con luôn tâm niệm là mình cứ làm những gì có thể và mình nghĩ là tốt đẹp. Và cái nghĩ này nó phải trên cơ sở của những lời Phật dạy, và mình cứ cố gắng theo đuổi nó thì mình sẽ có được cái niềm an vui, có được cái hạnh phúc. Và mình sẽ làm được những cái việc mà mình tâm niệm. Thực ra khi mình làm một cái việc mà mình thích và làm một cái việc mà đó là cái lời nguyện của mình thì chúng ta sẽ có hạnh phúc. Ví dụ như là chúng ta học một cái ngành mà mình không ưa thích, là một cái ngành mà ba mẹ mình ép mình phải học, hay vì một lý do nào đó mình phải buộc làm một việc nào đó, thì chúng ta sẽ không có hạnh phúc. Và chúng ta không có hạnh phúc thì chúng ta sẽ làm rất là nửa vời. Và khi gặp khó khăn, chúng ta sẽ bị dễ dàng chùn bước. Thì rất may là con được làm một cái công việc mà nó phù hợp với
bản thân mình. Và con xem cái công việc của mình nó là một cái công việc, nó cũng là chuyện tu tập. Bởi vì tờ báo Giác Ngộ là một tờ báo cơ quan ngôn luận của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Và ở đó truyền tải những cái tin tức Phật giáo, những cái hoạt động thiện lành. Ngoài ra thì còn có truyền tải những cái thông tin về giới trẻ, những cái bài pháp hay của chư tôn đức chia sẻ. Thì chính nơi cái công việc của con đã học được rất nhiều từ những cái vị tôn túc lớn. Cho nên nếu nói là sóng gió thì con nghĩ là cũng không có sóng gió gì. Nếu sóng gió trong công việc thì không có sóng gió gì. Nhưng mà sóng gió trong cuộc sống đối với con thì đến bây giờ thì chưa hẳn là không còn sóng gió nữa. Nhưng mà có một quãng là con đã trải qua nhiều cái sóng gió. Đó là lúc mà mình còn nhỏ phải đi học, trong khi con xin tiết lộ là con sinh ra thì không được biết mặt ba, và được lớn lên chỉ có một mẹ nuôi, một người mẹ của mình nuôi dưỡng rất là khó khăn, và ở một cái vùng quê rất là nghèo ở Quảng Nam. Cho nên là cái quãng tuổi thơ là một cái quãng khó khăn. Và con từng có mong ước là có những cái giai đoạn nó khó khăn mà mình nghĩ là mình không thể vượt qua được. Và lúc đó con ước mơ là nếu như mà ba mình xuất hiện thì ba mình lúc đó giống như một cái vị buộc vậy. Nhưng mà con có một bài viết là rất tiếc cái vị buộc là tên ba nó không xuất hiện, nhưng mà có rất nhiều vị buộc khác không phải là ba của mình. Tức là con vẫn được, tuy là ba không xuất hiện, nhưng mà có những cái vị Bồ Tát, những cái vị hiện thân, những cái vị là hiện thân của cái đức tính của một vị Bồ Tát là cứu khổ ban vui, là xuất hiện để cho mình có được vượt qua được cái khó khăn trong những cái giai đoạn mà mình nghĩ là mình không vượt qua được. Cho nên nhờ sự yểm trợ đó mà có nhiều lúc con vượt qua được những khó khăn. Và cái niềm tin vào cái lời Phật dạy, hay niềm tin vào những cái vị Bồ Tát mà xuất hiện trong cuộc đời, chính là cái niềm tin nó đơn giản như vậy. Không phải là một vị Bồ Tát có thần thông gì đó hóa hiện ra với mình, nhưng mà xung quanh chúng ta, xung quanh con, xung quanh quý vị có những cái vị Bồ Tát như vậy. Và quý vị cũng có thể trở thành những cái vị Bồ Tát như vậy. Mà như hồi nãy thầy có kể là sáng mai đây sẽ có những cái bạn trẻ hóa thân thành những cái vị Bồ Tát mà mang lại nụ cười cho những bệnh nhân. Và có một cái vị thầy của con kể rằng là khi nào mà anh khổ đau quá đó, anh nên đi vào bệnh viện hoặc là vào cái trại cô nhi. Ở đó có những người còn khổ hơn chúng ta rất nhiều. Ở đó còn có những người mà chúng ta có thể có khả năng giúp họ. Do đó chúng ta không phải là đã ở bước đường cùng. Nhà văn Nguyễn Khải trong tác phẩm Mùa Lạc có nói là, có viết một cái đoạn mà con rất là tâm đắc. Hạnh phúc hiện hình trong gian khổ hy sinh. Sự sống nảy sinh từ trong cái chết. Và ông viết, ở trên đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, và điều cốt yếu là chúng ta vượt qua những ranh giới đó. Cho nên cái ranh giới tức là cái khó khăn, cái thử thách. Và khi có cái khó khăn, thử thách, chúng ta trở lại với cái lời dạy của Đức Phật. Đó là nhân quả, đó là duyên, đó là vô thường. Khi chúng ta trở lại những lời dạy đó và quán niệm, ai cũng có nỗi khổ niềm đau. Và cái nỗi khổ niềm đau có nhân của nó,
thì chúng ta phải tác vào đó một cái nhân lành. Sư ông Làng Mai dạy cho môn đệ của mình là ai cũng có nỗi khổ niềm đau ở trong tâm thức, cho nên khi gặp nó thì mình đừng xua đuổi nó, đừng có buồn ơi chào mi, mà hãy là buồn ơi chào em. Tức là mình mời cái nỗi buồn lên ngồi chơi với mình. Sư ông nói rất là lãng mạn. Em đến từ đâu? Em từ đâu tới đây? Nỗi khổ niềm đau này em từ đâu tới đây? Mời em ngồi chơi với tôi. Và khi đó chúng ta thực tập bằng cái cách mà sư ông nói là hãy dùng cái lòng từ bi, cái ái ngữ đối với nỗi khổ niềm đau của mình, đối với những cái bất trắc của mình. Gặp một cái người chống phá mình, nếu chúng ta cũng bằng cái cách như vậy đối lại với họ thì chắc chắn sẽ càng sinh ra những cái oán thù và càng gây nên những nỗi khổ niềm đau và sẽ càng làm phá hoại hơn, tàn phá hơn. Thì thay vì vậy mình có thể nói là xin lỗi, anh từ đâu tới? Anh là oan gia từ phương nào tới? Từ đâu tới đây? Thì chúng ta có thể nhận diện được rằng là cái đối tượng mà gây cho mình nỗi khổ niềm đau đây là ở đâu? Và chúng ta có thể bằng cái lòng từ, bằng sự hiểu biết của chúng ta trên cái cơ sở nhân quả đó, chúng ta sám hối với Tam Bảo, sám hối trước Tam Bảo và xin lỗi cái đối tượng gây cho mình nỗi khổ niềm đau đó. Và xin lỗi chính mình. Xin lỗi chính mình bởi vì tôi đã từng tạo ra cái nỗi khổ niềm đau cho người khác rồi, cho nên bây giờ cái nhân đó đủ cái duyên để mà biểu hiện thành cái quả này. Cho nên là khi mà con gặp những cái nỗi khổ như vậy, gặp những cái trắc trở như vậy, thì rất may là con có cơ duyên được gặp cái giáo lý của Đạo Phật, mà đặc biệt là cái giáo lý được Sư Ông Làng Mai, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh hướng dẫn cùng với tăng đoàn của Ngài thực tập bằng cái phương pháp như mà hồi nãy đến giờ con nói đó, là nhận diện cái nỗi khổ niềm đau, ôm ấp và chuyển hóa nỗi khổ đó bằng cái sự quán niệm sâu sắc về những cái biểu hiện của nỗi khổ niềm đau đang đến với mình, và niềm tin vào Tam Bảo, niềm tin vào những cái giá trị tốt đẹp sẽ trường tồn, sẽ còn sống mãi và sẽ giúp cho mình sống tốt hơn. Chính là cái kim chỉ nam để con đi, và con nghĩ là rất nhiều người để vượt qua được cái khó khăn của mình cũng theo cái hướng như vậy và cũng đang đi cùng con. Và nói như sông Làng Mai thì chúng ta đang đi như một dòng sông, chúng ta không cô đơn, chúng ta luôn có những người bạn. Do đó đừng mất niềm tin, và niềm tin có thể biến những điều không thể thành có thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Đình Long. Quay trở lại với câu chuyện của chị Thùy Vân. Kính thưa quý vị, chúng ta được biết rằng là những cái người nghệ sĩ trên sân khấu, khi đứng trên sân khấu với cái ánh đèn hào quang của sân khấu, với mang lại rất là nhiều những cái niềm vui, tiếng cười cho khán giả. Nhưng mà chắc hẳn rằng là đằng sau sân khấu, nó là những câu chuyện có thể là có những giọt nước mắt mà mang tên nỗi buồn. Và em không biết rằng là với chị Thùy Vân thì nỗi buồn của chị nó như thế nào, và chị đã vượt qua nó như thế nào để đến bây giờ đây. Em thấy ở đây hiện diện trên gương mặt của chị là một nụ cười rất hạnh phúc và tự tại ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin trả lời cho câu hỏi mà thầy và MC đã gửi cho con. Dạ thì
Thật ra thì nãy giờ con nghe thầy giảng hay quá, rồi xong rồi anh Đình Long cũng nói rất là hay về hạnh phúc. Con thì là một người nghệ sĩ đứng trên sân khấu, thì trước ánh đèn sân khấu thì lúc nào cũng mang đến niềm vui cho tất cả quý vị khán giả. Nhưng phía sau sân khấu thì có cái nỗi buồn nào hay không? Theo con thì chắc là cũng có, nhưng mà tụi con cũng nhờ cái niềm tin về của Phật giáo, cho nên là tụi con cảm thấy cũng học được và cũng có cái sự tự tại trong đó, và tụi con cũng luôn luôn vượt qua những cái khó khăn trong cái nghề nghiệp của mình. Thì hiện tại thì tụi con cũng đối với lại là những các bạn ca sĩ thì cũng có những cái nhóm cùng đi gọi là đạo tràng Phật tâm, thì tụi con cũng đi đọc kinh rồi nghe thầy thuyết pháp, và tụi con thấy là Đức Phật quả là một vị quá tuyệt vời. Những cái bài giảng của Đức Phật á, những bài kinh của Đức Phật thì con thấy là cái nào cũng đúng, mà đọc cái nào cũng hay, trời ơi, càng đọc lại càng thấy hay. Dạ, một kinh nào con đọc con cũng thấy hay hết á. Nói chung là một các anh chị sau khi mà ngồi đọc kinh xong á, bắt đầu lại bàn với nhau rồi nói về, phân tích về những cái bài kinh mà tụi con đọc được, và tụi con cảm thấy là càng ngày tụi con càng hiểu và càng cảm thấy là cần muốn phải chia sẻ nhiều hơn với tất cả mọi người, giống như là thầy nói là phải biết đem chia sẻ để mình sẽ đem lại hạnh phúc cho người ta. Với mọi người thì chính mình, bản thân mình cũng được cái hạnh phúc đó. Thì tụi con cũng như là thầy Thích Lệ Minh đã giảng dạy là ngoài cái việc mà mình làm phước thì mình phải có tu huệ nữa, cho nên là hiện nay tụi con cũng song song, và con thấy là hầu như là các bạn nghệ sĩ trong nhóm của tụi con thì người nào cũng có thiếu nợ hết á. Dạ thật sự là vậy. Thiếu nợ là sao ạ? Dạ là khi mà có một bạn gọi là có một cái trường hợp bị tai nạn rất là nghiêm trọng, thì bây giờ là gọi Thủy Vân, gọi Hữu Thọ, gọi chị Bích Phượng, gọi tất cả mọi người, và mọi người đều đóng tiền vô hết. Thì sau khi đóng tiền vô thì bị nợ, thì có nhiều trường hợp đó thì coi như là cũng nợ hơi nhiều nhiều vậy đó. Dạ thì nói chung là, và nhưng mà thật ra mỗi lần tụi con nợ như vậy tụi con cảm thấy rất là vui, bởi vì những cái sự chia sẻ nhỏ nhoi của mình đã giúp được cho những cái trường hợp mà khó khăn vượt qua cái giai đoạn đó, cũng như là tụi con cũng theo các quý thầy đi làm những công tác từ thiện ở những cái miền xa, mang lời ca tiếng hát đi rất là xa để hát cho tất cả bà con nghe, cũng như là phân phát những cái phần quà mà mình quyên góp được của những mạnh thường quân. Thì thật ra tiếng nói của tụi con thì cũng có giá trị một chút xíu, cho nên là vận động được nhiều hơn chút. Dạ, thành ra là bây giờ tụi con sau khi mà được theo tất cả quý thầy cũng như là ánh sáng của Đức Phật, thì tụi con cảm thấy là luôn luôn được an lạc, và giống như là quý vị cũng thấy là con luôn luôn cười. Khi con cười thì con cảm thấy là cuộc đời nó vui quá, hạnh phúc quá. Cảm ơn những chia sẻ rất là chân thật của chị Thùy Vân. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể đạo tràng, như vậy là trong buổi tọa đàm ngày hôm nay, chúng con đã được nghe thầy cũng như là nghe hai vị khách mời chia sẻ với chúng ta rất là nhiều điều về hạnh phúc chân thật. Và trong giây phút này đây thì chúng con xin được cung thỉnh thầy ban cho chúng con những lời sách tấn cuối cùng để chúng con có thể đúc kết được trong buổi tọa đàm về mang tên hạnh phúc chân thật ngày hôm nay ạ. Kính thưa đại chúng, như vậy là hạnh phúc chân thật nó phải đến từ tâm của mình ha, từ sự bình an nội tại, và nó biểu thị ra những cái hình sắc bên ngoài. Có một người nào nói rằng là mình lúc nào cũng hạnh phúc mà mặt mày như cái bánh bao chiều không ạ? Quý vị đi vô chùa là thấy từ các vị Phật, các vị Bồ Tát và kể cả tăng thân, quý thầy, quý sư cô, ai cũng mỉm cười hết. Giáo lý đạo Phật là giáo lý ban vui. Do đó mình phải vui trước khi mình hiến tặng niềm vui cho người ta. Chất liệu hạnh phúc phải có mặt từ chủ thể. Thở đi nhẹ một kiếp người, vui đi để có nụ cười an nhiên. Tôi chỉ yêu cầu quý vị hãy cứ cười lên để cho hạnh phúc nó có mặt. Và nói như Đình Long là thỉnh mời bạn buồn lên ngồi để làm tri kỷ. Vì có bạn buồn thì mới có tôi vui được. Chất liệu của sự đối đãi các pháp nó tương quan, tương duyên với nhau. Cái này có vì cái kia có. Có buồn rồi có vui. Vui buồn rồi cũng qua.
Nhớ đấy, vui buồn rồi cũng qua, do đó là hết buồn rồi lại vui. Chuẩn bị được vui là phải lo cho cái buồn có mặt rồi. Đó là một cái sự liên tục trong cuộc đời này. Vậy thì bây giờ đạo từ lời cuối cùng trong buổi tọa đàm hôm nay là ai cũng muốn hạnh phúc không ạ? Tôi muốn hạnh phúc. Bốn chữ. Tôi muốn hạnh phúc. Vậy thì làm ơn bỏ cái tôi và cái muốn đi thì nó sẽ còn lại hạnh phúc. Tôi muốn hạnh phúc. Bây giờ bỏ cái tôi, tức là bỏ cái bản ngã. Và bỏ cái muốn, tức là bỏ cái lòng tham. Chỉ cần quý vị bỏ bản ngã và bỏ lòng tham, quý vị là còn lại hai từ: hạnh phúc. Mình sống vì mọi người, tức là mình không có gì mình nữa, thì mình bỏ cái tôi rồi. Mình ít ham muốn lại một chút, vì mình biết rằng cái lòng tham của mình là vô đáy. Mình tham giàu, mình tưởng rằng là mình giàu, mình hết khóc, mà té ra người giàu cũng khóc. Người ta khóc vì cái lòng tham của họ vô cùng tận. Do vậy, bây giờ mình phải biết gạch đầu dòng thứ nhất là hạnh phúc là sự biết đủ. Khi mình thấy rằng mình có đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, tai, chân, thì mình đã hạnh phúc hơn rất bao nhiêu người khiếm khuyết. Hôm nào quý vị đi vào những cái trại cô nhi, trẻ em khuyết tật đi, tội nghiệp lắm. Có những em sinh ra đời không hề thấy ánh mắt mặt trời như thế nào hết. Còn bây giờ mình có thể thấy được bầu trời xanh, mây trắng, thông dong. Chân mình được đi đây đi đó, miệng của mình được nói và cười đẹp, mà có những em lại bị hở hàm ếch. Có những người bị câm điếc, không nói lên được ngôn ngữ để truyền thông. Mình quá đầy đủ, lục căn mình trọn vẹn. Thì tại sao mình không nói những lời yêu thương, bàn tay tập bài từ ái, chia vui nếp sống cộng đồng và tâm nguyện thiện lành của mình, nghĩ về đến nhân sinh và cứu khổ độ đời. Nếu như mình sống vì mọi người như vậy thì hạnh phúc lúc nào cũng ở bên mình cả. Mình có chén cơm, manh áo đầy đủ để mặc là mình hạnh phúc biết giường nào. Tối mình được chăn ấm nệm êm, ngủ mắt mùng, có điều hòa, có quạt. Và không tin thì chủ nhật tuần này đi với bạn Nhân Cao đi. Đi phát quà cho những trẻ em, những người già, những người không nơi nương tựa, những người vô gia cư ở đầu đường xó chợ lang thang hè phố. Tội vô cùng. Mùa này họ cần phải có những cái chăn ấm để bắt đầu vào mùa đông lạnh giá. Như vậy mình có quá nhiều hạnh phúc mà mình không chịu. Mỗi một ngày lấy cái tờ giấy và cây bút ra ghi giùm thầy: Bạch Đức Thế Tôn, đây là những hạnh phúc mà con đang có. Để mình giảm đi cái lòng tham của mình. Tối ngày cứ than không à. Vô Sài Gòn ở đi, không ở Quảng Ninh nữa, phải không ạ? Nếu buổi sáng bạn thức dậy mà thấy mình vẫn còn khỏe mạnh mà không bị ốm, thì bạn phải biết rằng mình đang hạnh phúc hơn cả triệu người không thể sống qua tuần này. Bác sĩ đã đưa cho một cái deadline là 7 ngày nữa là rời khỏi cuộc đời. Mà mình rất là hạnh phúc. Hôm nay chị Thị Vân chỉ có bệnh một chút là chị cũng hạnh phúc, vì chị sẽ cảm thấy rằng mình trân trọng cuộc đời này hơn. Không thể nào để cho cái cơ thể mình nó lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay là thất bát. Do đó là mỗi lần quý vị bệnh là mỗi lần quý vị tu nhiều chút. Mỗi lần mình đổ nghiệp là mình phải biết rằng là mình cần phải tạo phước nhiều hơn một chút. Hạnh phúc có mà. Nếu bạn chưa bao giờ bị bỏ tù, chưa bao giờ có cảm giác bị bỏ đói, thì bạn đã hạnh phúc hơn 5 triệu người, xin lỗi, 500 triệu người trên toàn thế giới. Do đó làm ơn ăn uống tiết kiệm lại một chút. Ăn vừa phải, lấy thức ăn vừa đủ để tiết kiệm, vì mình biết rằng còn nhiều người đói khổ hơn mình. Nếu bạn có thức ăn trong tủ lạnh, quần áo trong ngăn kéo và có một nơi để ngủ, thì bạn đã giàu có hơn 75% số người trên thế giới này rồi. Nếu như bạn có tiền trong ngân hàng, có tiền trong ví, thì bạn đã nằm trong cái con số 8% người giàu có trên thế giới. Tối ngày cứ than hoài à. Có phước là có tiền. Hết tiền là hết phước. Do đó là ai muốn trong bóp mình có tiền thì làm ơn cho đi. Đúng không ạ? À? Làm phúc đi. Múc nước từ giếng cho người khác đi. Thì cái giếng mình nó sẽ đầy trở lại. Nếu bạn biết đọc,
biết nghe Pháp thì bạn còn hạnh phúc hơn cả 2 tỷ người trên thế giới đang bị mù chữ và không tìm thấy được hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời. Do đó là mỗi một ngày quý vị cứ ghi những điều kiện hạnh phúc mà quý vị có đó, thì quý vị sẽ cảm thấy rằng yêu đời hơn. Không cần phải so sánh với ai hết. Mình thấy được rằng mình hơn rất nhiều người khác. Mỗi một ngày trong cái thời phục nguyện của thầy đó, thầy đều cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, nhân dân được an lạc. Theo quý vị, có một quốc gia nào là hòa bình, hạnh phúc không ạ? Thì ngày hôm nay kết lại bài hạnh phúc, tôi xin giới thiệu cho quý vị một quốc gia tên là Bhutan. Nó có 7 điều là một quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Hôm nào để dành tiền đi qua đó du lịch mới được. Bhutan là nước đầu tiên trên thế giới cấm hút thuốc và bán thuốc lá một cách triệt để. Mục đích là bảo vệ sức khỏe cho người dân. Cánh đàn ông là hơi mệt rồi nè. Đàn bà thì vỗ tay phải không ạ? Nhưng mà bây giờ đàn ông hay đàn bà thì nếp sống văn minh, thuốc là có hại cho sức khỏe, chả có lợi ích gì hết. Do đó là cố gắng thương và đừng làm hoại cái phổi của mình, để mình có được một hơi thở trong lành, nuôi cái nếp sống hiền thiện. Bhutan ở nhà nào cũng có cửa, nhưng không mấy nhà cửa được khóa vì nơi đó không có tội phạm. Nghe vậy làm tôi nhớ là cái thời mà cách đây hơn 10 thế kỷ, thời của đất nước chúng ta, nhà Trần đó, ngủ không cần phải đóng cửa. Sử ghi lại như thế. Vì thời bấy giờ tất cả nhân dân đều theo Phật giáo cả. Đức vua Phật Trần Nhân Tông dạy cho người dân thời bấy giờ giữ 5 điều đạo đức. Ai mà ăn cắp là bị chặt tay, sợ gần chết đâu ai dám ăn cắp. Thượng tôn pháp luật, sống một cái đời sống hiền thiện và hạnh phúc vì giác ngộ được chân lý. Do đó là Bhutan không có tội phạm. Bhutan là quốc gia lấy đạo Phật làm quốc giáo. Quý vị thấy Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia, những nước theo Phật giáo, hầu như những nước đó cái rủi ro về cái tình trạng bạo động hiếm lắm. Đơn cử như chúng ta đang ở đây thì nói chung là bình an rồi phải không ạ? Chúng ta không cần phải so sánh với các quốc gia khác. Hầu như người dân Bhutan là những người ăn chay và món ăn chính của họ được làm từ gạo và ngô. Và đó là tôi khỏe rồi. Không cần phải kiếm nhà hàng để có những thức ăn chay riêng cho mình. Mình ăn những cái thực phẩm mà không não hại đến đời sống của muôn sinh và hữu tình. Tức là mình có hạnh phúc để tránh cái quả báo vật dưỡng nhân, luân hồi thường mạng lẫn nhau. Chính phủ Bhutan đã ban hành một chính sách loại bỏ tất cả các chất hóa học, đặc biệt là các chất hóa học nhân tạo trong sản xuất nông nghiệp, mục đích tạo ra nguồn lương thực, lúa, mì, khoai tây, hoa quả đảm bảo 100% là nguồn gốc hữu cơ. Việc xuất nhập khẩu các loại phân bón hóa học chính thức bị cấm ở Bhutan. Tất cả những sản phẩm thức ăn trong nước phải thật sự thân thiện với môi trường. Nghĩ vậy mà thương cho Việt Nam mình. Rồi bây giờ cái gì nó cũng hóa chất không? Bữa nào đi qua bên đó định cư luôn cho rồi. Nói như vậy là để chúng ta coi là cái chức nghiệp của mình, thật sự mình là người dân Việt Nam mà mình không có thương dân mình. Chỉ vì hám lợi, chỉ vì đồng tiền mà con người ta đã sẵn sàng mất nhân tính, giết hại lẫn nhau từ từ bằng những cái thực phẩm hóa chất như vậy. Tội vô cùng. Tôi cho rằng những người này chết đọa vào địa ngục. Bởi vì mình nhìn thấy cái hậu quả nó đã giết dần con người ta. Vì những chất hóa học đó nó không giết liền, giết từ từ, ung thư rồi chết. Tội vô cùng tội. 6. Luật pháp của Bhutan là cấm chặt phá cây rừng và giết hại muôn thú. Đây là cái nhân để thiết lập hòa bình. Mình còn chặt quá nhiều cây rừng, muôn thú không có nơi trú ẩn, là mình đã và đang tàn hoại thiên nhiên. Thì đừng trách tại sao mà mỗi một năm cứ động đất, sóng thần, thiên tai, bão lũ, hiệu ứng nhà kính và làm cho trái đất này nó loạn cả lên. Vì con người ta không biết bảo vệ và khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách đúng cách. Và cuối cùng là Bhutan là một quốc gia hạnh phúc duy nhất trên hành tinh.
Vì trong tất cả các chính thể xã hội đều có những cái bộ, nhưng mà đặc biệt Bhutan có một cái bộ tên là bộ hạnh phúc. Bộ này sẽ theo dõi tất cả những chỉ số về hạnh phúc của nhân dân và xem đó là chỉ số để phát triển sự thịnh vượng. Còn các quốc gia khác thì chỉ lấy GDP làm nền tảng, tức là giá trị bình quân đầu người về tiền bạc để xác định là quốc gia đó có cường thịnh phát triển hay không. Bhutan biết tu, do đó là không lấy cái chỉ số tiền bạc làm nền tảng, mà người ta lấy cái chỉ số về hạnh phúc, sự an tâm và không có một cái tâm niệm bạo động với người khác. Chỉ số hạnh phúc đó là một trong những giá trị tâm linh mà chúng ta cần phải thiết lập. Lấy Bhutan làm nền tảng với 7 điều như trên để kết lại phần hạnh phúc chân thật cho đại chúng. Cố gắng nghĩ và làm những điều lành, hạn chế sân hận, trải rộng tình thương, ít muốn, biết đủ, mỉm cười để hạnh phúc có mặt cho mình và người, giúp cho thế giới ta bà giảm đi những niềm đau nỗi khổ. Nam mô Bồ Tát thường hài lòng và chấp nhận để hạnh phúc có mặt trong con. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô Hoan Nghị Tạng Bồ Tát. Những lời đạo từ vừa rồi của Đại Đức cũng đã là lời khép lại cho chương trình buổi tọa đàm ngày hôm nay. Ngoài kia có cô bé nhìn qua khe nghe tiếng đàn của tôi. Ngoài kia có chú bé nhìn trời mẹ mắt trẻ tròn lắng nghe. Đàn tôi hát câu gì mà sao cô bé cười ồ ghê. Câu gì mà sao chú bé ngồi mơ màng. Hạnh phúc quá đơn sơ, đời tôi đâu có ngờ, từng đêm cô bé chờ như chờ từng giấc mơ. Ngày xưa cũng như bé, tuổi còn thơ, tôi vẫn thường trộm nghe. Nhà bên có anh lính, rời xa quê, hay trời đang rất khuya. Đàn anh đã cho tôi, trời xanh như ước mơ tuổi thơ.